Chào mừng quý anh chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Tun. Ở clip lần trước ấy, thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách tách mát cho những cái bộ mâm lửa dạng 2 cuốn và những cái bộ mâm lửa dạng 6 cuốn như thế này rồi. Thì cái cách tách mát thì nó sẽ là giống nhau thôi cho tất cả các loại xe mà sử dụng đèn điện máy để cấp lên cho đèn nó sáng, và khi chúng ta dùng LED hay là dùng bi LED mà nó quá tốn điện thì chúng ta phải chuyển sang sạc Attila thì bắt buộc là chúng ta phải tách mát. Rồi ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em phải độ cái bộ mâm lửa của những cái chiếc diêm thái hay là những cái chiếc diêm tàu hay là những cái chiếc oay tàu mà sử dụng những cái bộ lửa mà hai cuốn như thế này. Khi chúng ta tách mát rồi mà nó vẫn cứ quá yếu thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để cho nó khỏe lên nhưng vẫn giữ được cái vô lăng zin này, vẫn giữ được cái lốc zin ở trên xe. Có nghĩa là những cái chiếc diêm thái ấy, cho đến cái thời điểm bây giờ là những cái chiếc xe nó đã đi vào huyền thoại rồi, người ta giữ gìn từng cái con ốc một, chưa nói gì người ta phải bỏ đi những cái phần lốc máy, bỏ đi những cái phần vô lăng đó. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách làm như thế này để anh em có thể giữ được cái phần lốc máy đó, vô lăng đó, thì những cái xe đó nhìn nó vẫn cứ zin bản nhưng cái bộ điện này nó sẽ được độ lên nó khỏe hơn rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tiến hành. Rồi trước khi đi vào tiến hành thì mình xin phép mình chia sẻ luôn với anh em. Thì cái xe của chúng ta nó nổ được là nhờ cái cuộn nổ ở đây. Rồi thì khi chúng ta sẽ độ thêm một cái cuộn như thế này nữa, đó, để nó tăng cái dòng điện để cung cấp cho hệ thống điện xe của chúng ta làm việc, thì bắt buộc chúng ta phải hy sinh một cái cuộn nổ này đi. Để xe chúng ta tiếp tục nổ được thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp khác, đó là những cái chiếc IC như thế này. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng những cái con IC lửa bình để nó nổ. Nó sẽ không cần đến cuộn nổ này nó hoạt động nữa, cho nên là sẽ có chỗ để dành cho cuộn đèn như thế này của chúng ta hoạt động. Rồi thì cái phần này thì chúng ta sẽ cắm như zin thôi. Và ở đây thì mình có những cái phần IC mà dạng 4 chân như thế này thì chúng ta vẫn cắm vào jack zin thì sẽ chuyển sang điện bình. Ở đây thì mình có những con IC tăng áp vẫn cắm vào jack zin, và chúng ta sẽ có cái dây đỏ này chúng ta sẽ gắn vào điện bình, như vậy là xong. Rồi cái phần nổ như thế là chúng ta đã giải quyết xong rồi. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi tiến hành phẫu thuật cái bộ mâm lửa này và sẽ độ nó như thế nào để cho nó khỏe nhất có thể. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào độ cái phần mâm lửa ở đây. Video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các anh em độ, thì có rất nhiều cách độ khác nhau nhưng cái cách này mình thấy là nó là hợp lý nhất. Thì anh em có thể là giữ được lốc zin, vô lăng zin. Nói chung là cái xe của bạn nó vẫn cứ zin nếu mà nhìn bên ngoài, còn ở bên trong thì cái bộ điện nó sẽ được nâng cấp lên cực kỳ là khỏe. Sẽ đi được những cái phần bóng led tầm cỡ 40, 60 đến 80W thoải mái luôn và không bị yếu bình nữa anh em nhé. Rồi bắt đầu chúng ta đi vào tiến hành thôi. Để bắt tay đi vào độ cái bộ mâm lửa hai cuốn như thế này thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải mua thêm một cái cuộn đèn như thế này nữa. Đó. Thì lúc này thì khi độ xong thì cái xe của chúng ta sẽ có hai cái bộ cuộn đèn như thế này. Và chúng ta sẽ phải chuẩn bị thêm là hai cái con ốc 3mm ở đây mà dài 4 anh em nhé. Bởi vì là ở trên xe nó chỉ có hai con dài thôi. Và nó sẽ có hai con ngắn này, nó sẽ bắt cái thằng cuộn nổ ở đây. Thì lúc này là chúng ta sẽ phải bỏ cái con ốc này đi, bởi vì là cái chiều cao của cái cuộn đèn nó sẽ cao hơn, cho nên là chúng ta sẽ phải sử dụng thêm là hai cái con ốc như thế này. Trước khi đi vào tiến hành độ thì mình xin phép mình chia sẻ luôn với anh em. Thì sẽ có những anh em mà chưa theo dõi cái video clip lần trước của mình thì anh em sẽ không hiểu. Thì ở đây những cái cuộn zin bản của chúng ta là nó sẽ nối liền với mát thông qua một cái khuy ở đây. Thì khi chúng ta bắt ốc lên thì nó sẽ là tiếp mát xuống cái phần xương sắt ở đây. Thì clip trước thì mình đã chia sẻ với anh em về cái cách tách mát của những cái bộ mâm lửa như thế này rồi. Thì anh em có thể theo dõi, bấm vào cái link ở bên trên góc màn hình ấy, thì mình sẽ để một cái link ở đó, thì anh em sẽ kích vào thì anh em sẽ xem được cái video tách mát đó. Thì vẫn là cái bộ xương này, thì clip trước thì mình đã tách mát rồi. Còn clip này thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn anh em cái cách độ thêm một cuốn như thế này nữa, sao cho cái bộ mâm lửa của chúng ta nó sẽ khỏe
tương đương với lại những cái bộ mâm lửa của những cái chiếc xe thế hệ đời mới như thế này. Cái cuốn lửa của chúng ta khi mà mới mua về bóc hộp ra thì nó sẽ là dạng như thế này anh em nhé. Đó, nó sẽ dạng như thế này. Thì cái phần dưới này thì chúng ta sẽ cách điện cho nó. Và ở chỗ này thì chúng ta sẽ dùng mỏ hàn thì chúng ta quyệt thiếc vào để chúng ta sẽ hàn dây. Và ở đầu đằng này nó sẽ có thêm cái khuy như này. Thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải cắt cái khuy này đi và chúng ta sẽ hàn dây vào thay vì là nó sẽ bắt vào cái phần sắt ở đây. Đã cách điện cho cái phần ở bên dưới của cái quận đèn của chúng ta rồi. Thì ở hai đầu này thì chúng ta sẽ để nó vảnh ra như thế này và chúng ta sẽ phải cạo cái phần lớp mạ cách điện ở trên cái dây đồng này đi. Đó, sau khi là mình đã chấm thiếc vào đây và bây giờ là đến cái công đoạn tách cái phần dây trắng này ra. Thì anh em sẽ kéo cái phần ống ghe này ra và chúng ta sẽ tách cái phần dây trắng này ra khỏi cái bộ điện này. Đó. Thì lúc này ở đây nó sẽ là cuốn 1. Thì chúng ta sẽ tách cái dây trắng ra khỏi cuốn 1. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nối nó sang cuốn 2 là cái cuốn mới ở đây. Thì lúc này thì anh em sẽ phải để nó ngược như thế này anh em nhé. Đó, tại vì cái khoa lăng nó sẽ quay như này. Thì ở đây nó sẽ có chiều vát thì cái khoa lăng nó mới quay được. Nếu mà chúng ta để như này nó sẽ bị mắc vào cái gờ này. Rồi sau khi là mình đã tách cái dây trắng ra khỏi cái cuộn 1 và tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ luôn cái dây đen sọc đỏ là cái dây của cái cuộn này, bởi vì lúc này là chúng ta sẽ không sử dụng đến cái cuộn này nữa và cái dây đen sọc đỏ đó nó sẽ không có tác dụng nữa, thì chúng ta hủy nó luôn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nối cái dây từ quận 1 sang quận 2, bởi vì cái đồng ở đây nó thò ra nó sẽ không đủ chiều dài nên bắt buộc chúng ta sẽ phải nối một thêm một đoạn dây. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng một cái dây là 1 ly, nó sẽ to tương đương với lại cái dây của cái quận của chúng ta ở đây. Và chúng ta đã hàn nó lại và chúng ta sẽ ghen cách điện cho nó. Sau khi là hàn xong một đoạn dây như thế này thì chúng ta sẽ dàn những cái dây này sao cho nó ngay ngắn và chúng ta sẽ bắt nó lại cái vị trí cũ để cho cái cuộn dây này nó được ngay ngắn. Rồi và bây giờ là chúng ta sẽ kéo cái phần dây này để đưa sang cái cuộn thứ hai. Thì ở đây là mình ướm cái cuộn thứ hai này vào thì cái dây đồng nó đã thò đến cái đoạn này rồi, thì chúng ta chỉ cần cắt một đoạn như thế này thôi chứ không cần dài quá đâu anh em nhé. Rồi đến đoạn này thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một cái ống ghen, chúng ta đút trước nó vào trong cái đoạn dây đồng của chúng ta ở đây hay cái đoạn dây điện của chúng ta ở đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ hàn cái dây màu vàng nối từ cuộn 1 sang cuộn 2. Sau khi là chúng ta đã hàn dây từ cuộn 1 sang cuộn 2 và tiếp theo là nó sẽ còn lại cái đầu cuối cùng ở đây, thì chúng ta sẽ hàn cái phần dây trắng nối vào cái đoạn hàn nốt hàn cuối cùng ở đây là xong. Rồi trước khi mình lắp vào thì mình xin phép mình chia sẻ qua cho anh em sẽ hiểu cái vấn đề nó sẽ là ở đây. Thì điện bắt đầu nó sẽ từ cái phần nối ở chỗ cái đầu dây vàng này, nó là đầu quận. Thì nó sẽ chạy qua quận 1 và khi nó chạy qua quận 1 nó sẽ theo cái phần dây vàng để nó sang cái quận 2 này. Và nó tiếp tục chạy qua cái quận thứ hai này để đến cái điểm cuối nó là cái dây trắng của chúng ta ở đây. Nhưng lúc này thì hai cái cuộn này nó sẽ là một cuộn. Đó, nó sẽ tương tự như cái cuộn ở đây. Thì anh em thì thấy là cái cuộn ở đây thì đây là đầu cuộn này. Và nó sẽ chạy vòng 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 sang cuộn bên này
để nó ra cái điểm chỗ này. Đó, đây là quận 1, gọi là quận 1. Và bắt đầu từ điểm này sang ba cái quận bên này, nó sẽ là quận 2, nó sẽ là đường sạc. Thì khi chúng ta tách mát lên như này rồi thì hai cái quận này nó sẽ chỉ là sạc anh em nhé, nó không dùng đèn nữa, bởi vì khi chúng ta lên đèn LED, đèn bi xenon nó sẽ cần rất là nhiều điện và chúng ta sẽ không đi lửa máy nữa mà bắt buộc chúng ta sẽ chuyển sang lửa bình, thì lúc này hai cái quận này nó sẽ chỉ là quận sạc mà thôi. Rồi, và tiếp theo là sau khi chúng ta làm xong thì cái công tác đo kiểm của chúng ta cực kỳ là quan trọng để cái công việc của chúng ta nó đã thành công tốt đẹp hay chưa. Thì anh em sẽ để ý cho mình là chúng ta sẽ để đồng hồ ở cái thang đo thông mạch. Đó. Thì cái thang đo thông mạch thì khi mình chập hai cái que này vào nhau nó sẽ thông mạch, như thế này là thông mạch. Còn nếu như mà không thông mạch thì nó sẽ không kêu đồng hồ. Thì ở đây là chúng ta sẽ đo ở cái dây vàng và dây trắng ở cái bó dây mà nó đi từ dì máy đưa lên anh em nhé. Rồi thì nó kêu như thế này thì chúng ta khẳng định luôn nó là cái quận 1 và quận 2 này nó đã được thông với nhau. Đó, thì nó thông được với nhau thì nó sẽ cấp điện lên hai cái dây này để lên con sạc và từ con sạc nó sẽ sang bình ắc quy của chúng ta. Rồi thì khi chúng ta làm xong thì anh em sẽ lưu ý cho mình là những cái phần màu dây ở trong này thì chúng ta khi làm xong thì anh em sẽ phải lắp cho nó ngay ngắn gọn gàng, thì không mà chúng ta lắp vào trong xe ấy, thì cái cần qua lăng của chúng ta ở đây nó sẽ quệt đứt cái dây này. Và anh em lưu ý cho mình một điều nữa là khi cái quận này tháo ra mà khi anh em bắt những cái con ốc ở đây thì chúng ta phải bóp nó vào, chúng ta phải bóp nó như thế này này, bóp vào để làm sao cho nó vào kịch nhất, thì khi chúng ta lắp lên xe thì cái phần qua lăng nó không bị chạm ở đây. Đó, những cái phần qua lăng nó không bị chạm ở đây. Thì anh em sẽ để ý cho mình cái hình như thế này. Vòng tròn nó sẽ quay như thế này. Nếu như anh em lắp ngược là không được đâu nhá, anh em phải lắp đúng. Và mình xin thông báo luôn mấy các anh em mà chạy gym Thái, khi đã độ những cái bộ mâm lửa như thế này rồi thì mình xin phép mình chia sẻ luôn là nó sẽ khỏe hơn cái bộ này. Cái bộ 6 này anh em nhé. Đó thì anh em sẽ có một bộ điện khỏe đúng theo yêu cầu của anh em. Lý do tại sao? Thì cái số vòng dây ở trên hai cái quận này nó sẽ nhiều hơn số vòng dây của cái quận sau của chúng ta ở đây. Nó sẽ nhiều hơn số quận dây của cái vòng sau ở đây. Và cái phần sinh tử ở đây có nghĩa là khi cái qua lăng nó chạy qua cái quận điện này thì cái phần tiếp tử ở đây nó là những cái thanh thép sinh tử ở đây nó sẽ có tiết diện nhiều hơn những cái phần ở đây luôn đó. Cho nên là mình đã lắp lên những cái xe zin Thái và sau khi mình test thử, mình so sánh với những cái chiếc xe zin Việt ấy, thì mình thấy là những cái bộ điện mà khi độ xong rồi nó có phần mạnh hơn những cái bộ điện mà ở trên những cái xe zin Việt một xíu đó. Thì anh em có thể làm cái cách này cực kỳ là đơn giản thì vẫn giữ được lốc zin, qua lăng zin mà lại được cái bộ mâm lửa nó vẫn là zin theo xe, chúng ta chỉ cần lắp thêm một quận thứ hai ở đây thôi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một cái IC lửa bình. Thì IC thì anh em có thể là độ những con IC tăng áp dạng như thế này hoặc là những con IC mà bốn chân dạng như thế này, đại loại là lửa bình để giải quyết cái khâu nổ, bởi vì lúc này là cái bộ mâm lửa của chúng ta đã thiếu vắng đi một cái quận nổ rồi. Thay vào đó là chúng ta sẽ có diện tích để lắp thêm một cái quận thứ hai như thế này, nó sẽ cực kỳ là khỏe. Rồi ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách thức mà kết nối giữa cái bộ này và những cái cục sạc Attila như thế này, thì cái cách kết nối nó sẽ ra làm sao. Thì những cái chiếc xe Honda nói chung ấy thì nó sẽ có những cái chân rắc sạc như thế này.
Rồi thì clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để kết nối nó như thế. Thì sau khi là chúng ta đã tách mát rồi thì chúng ta sẽ phải kết nối cái cục sạc này để lên xe của chúng ta, để chúng ta mới có đủ điện để chúng ta chạy những cái bộ bi led, bi xenon hay là những cái phần led vân vân và mây mây. Rồi cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Hẹn anh em ở video clip sau.